Thì hôm nay là lễ cưới của em trong nhà thờ, cho nên Yến làm một bó bông. Thì trong nhà thờ thì mặc áo sarong trắng, cho nên là Yến sẽ chọn tông chủ đạo là màu đỏ, là hoa hồng đỏ ha. Thì để tiết kiệm thời gian thì Yến đã cắt bớt cái thân rồi, Yến đã tước cái lá và Yến đã dưỡng hoa qua một đêm rồi. Thì cái kinh nghiệm mà Yến cảm thấy khi mà Yến làm hoa thì Yến thấy rằng là ví dụ như là ngày hôm nay á, là cái ngày mà mình cần hoa thì mình nên mua trước đó là một ngày và mình dưỡng hoa qua một đêm, thì là cái nước dưỡng hoa nó sẽ giúp hoa nở to hơn ha. Bên cạnh đó thì mình đỡ tiết kiệm được thời gian. Thì thời gian mà mình nên đi mua hoa là vào sáng sớm, thì không có nên mua buổi chiều, tại vì mua buổi chiều thường là hoa già thôi, thì các bạn sẽ mua cái hoa nó rất là nhỏ. Còn nếu mà khi mà mua hoa sáng sớm đó, thì các bạn sẽ lựa được hoa to nhiều hơn ha. Rồi để đệm lên thêm cho cái bó hoa tầm tay màu đỏ này thì Yến chọn thêm hoa bi. Thì có hai dạng hoa bi, bi Việt Nam thì nó rất là nhỏ, cái nụ nó chỉ có ba lớn như thế này thôi. Bi này Yến chọn là bi Trung Quốc ha. Thì cái bông này nó rất là to, thì khi mình lên cái bông này các bạn sẽ thấy nó rất là nổi ha, và nó đứng rất là lâu rồi. Và lá đệm á, Yến chọn là lá dương sĩ ha, các bạn có thể dễ dàng mua lá dương sĩ ở ngoài chợ hoa mà kỹ. Rồi giống như cũ ha, cái cục mút này nó cũng đã thấm nước rồi, và Yến mua thêm dây thừng đó, và băng keo ha, băng keo xanh kim tuyến, keo. Thì là Yến không dùng cái thủy trúc để Yến làm che cái cây nữa, mà Yến sẽ tận dụng là cái thân của hoa hồng, cái bông hoa hồng ha. Thì các bạn sẽ lựa những cái đoạn mà nó không có gai, hoặc là nếu mà có gai thì các bạn phải cắt đi, và sau đó thì mình sẽ bó lại như thế này ha. Yến sẽ để vào một bên. Rồi bước đầu tiên thì Yến sẽ, vì đây là hoa hồng cho nên là Yến sẽ cắm cái bông, cái lá đệm này trước ha. Cắm ở cái dòng ở bên dưới luôn. Rồi Yến sẽ cắm tạm như thế này rồi ha. Và bây giờ Yến sẽ bắt đầu cắm tới cái bước gọi là cắm hoa ở trên. Rồi hoa chính giữa Yến sẽ chọn cái bông thật là to ha. Thì Yến sẽ làm một cái vòng hoa chủ đạo đầu tiên. Thì bây giờ ở những cái hàng giữa này chúng ta sẽ cho những cái bông nhỏ hơn ha. Thì cái vòng ở chính giữa các bạn thấy rồi, nó sẽ có một cái vòng chính giữa ha. Ở đây là một cái vàng vàng hoa. Khi mà các bạn cắm hoa mà cắm một màu thì nó tương đối là đơn giản hơn là cắm nhiều màu. Thì những cái khoảng trống thì các bạn đừng có lo lắng ha, tí sẽ là bông bi.
cái gà của hoa hồng tâm á, cho nên đó là lý do tại sao em xem cái bàn keo xanh này để em muốn ha. Thì đây là bó bông mà Yến đã làm xong cho người em họ ha. Thì các bạn cũng đã thấy khi mà mình cắt lên tiếng lên thì nó cũng rất là đẹp, lung linh ha. Và điểm nhấn của những cái bó bông là những màu xanh nè, màu trắng nè, xen lẫn cái màu đỏ rất là hồng thắm ha. Thì chúc các bạn sẽ bó được một bó hoa rất là tươi thắm, một là bạn tặng cho bạn gái, hai là những người đám cưới của mình ha. Chúc các bạn thành công.